sao đâu bố, không sao. Không phải là không sao, có điều tôi nghe tụi nó nói gì. Nó nói là Đảng Cộng sản thì ăn cướp gì đó. Ừ, cướp hoài. Mời lên đi. Đang cũng đang mời Phan Giang á, đang mời, đang thêm Phan Giang lên. Từ chối rồi. Anh hùng chút xíu đi, đủ mà. Đã từ chối rồi, không lên đâu, chắc không lên. Bạn là dân chơi thứ thiệt không à? Đủ má, tụi bay. Lên đi. Hai thằng này già này không ở trong nước, ở nước ngoài nè. Đúng rồi, nước ngoài không à? Ờ, không phải ở nước, thành ra mày yên tâm đi, có gì tao bên mày. Có gì tao về mày xuống nước luôn, tránh nước. Tao mà bừa được mày, tao bừa tụi bay chỗ nào. Ủa Phan Nhan chỉ được vậy thôi hả? Hả Phan Nhan? Phan Nhan là cứ đi là cứ còn một cái bài, cái câu đó là cứ sổ ra vậy thôi hả? Không có gì khác hơn hay sao? Ăn cướp cái gì? Ăn cướp của tao, của mẹ không? Có đẻ. Thù, bác cái đó là nó, thật tụi này, đồ này nó hơi nới ngược hoài à. Tao cũng đã, cách đây mấy bữa tao cũng đã lên live mày, tao cũng đã nói rồi đó. Người dân Việt Nam mà có ăn cướp của công thì có chứ thật. Đủ mà không có khi nào mà nhà nước mà ăn cướp được mà Việt Nam mình được một cái thôi. Bằng chứng là hôm trước mà đó là chỉ một vụ ở Long Khánh mà tao biết được là cái vụ ở ở cái gì Tàu Tàu mày. Núi Ba Núi Tàu, núi gì. Đó là người dân ta thuật lại đó nha. Người dân tại địa chợ Bay Tàu. À, núi Bay Tàu. Trường bắn Bay Tàu đó. Nhiều lắm, còn nhiều chuyện đó tao chỉ biết một thôi. Nhưng mà nhiều sự việc xảy ra lắm. Rất khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam chứ không có riêng chỗ đó đâu. Chỉ người dân mới làm ăn làm tội làm tình đủ nhà nước thôi chứ thực chất nhà nước chẳng có làm tội làm tình gì cả. Rồi bởi vì khi người ta khai quan hoặc là người ta làm một cái gì đó mà làm cầu làm cống làm cầu vượt làm kêu điều người ta phải giải tỏa và đền bù. À, tại sao cả triệu người giải tỏa đền bù người ta chấp nhận người ta ra đi, người ta đi kiếm mua đất, người ta mua chỗ khác hoặc là ta đi mua những cái hộ chung cư của nhà nước gọi là di dân không, gọi là di dân tới nơi chỗ ở mới là kia người ta chấp nhận, trong khi đó chứ một vài thằng le te để mà ngồi khiếu nại làm đủ trò hết. Mấy thằng này á là nó chỉ ở đâu đó hoặc là trên mạng nó khều khều. Đúng rồi. Nó nói xấu chế độ, nó nói xấu này kia, đủ mẹ nó ngon. Thứ nhất á, nó ra đứng đường nó nói hoặc là nó về Việt Nam nói đi đúng không? Đừng có nói chính phủ nó dân nó đập bể mỏ ra. Xạo xạo. Đồ mà bia hơi dĩa hè là hết sảy luôn mà không thèm sẽ được vậy. Đúng rồi. Nói thẳng ngay ra nếu mà nói trắng theo cái kiểu mà dân. Vậy đường nó đủ mà được làm vua thua làm giặc. Đủ mà thua sách cặt chạy đi thì biến mất mẹ tụi mày đi. Để em cho anh bắt với ông già coi coi cái bình này nè. Ông già ông khoái lắm. Tiếc quá đợt ông bữa ông về sớm quá không đưa ông được. Đục. Cái bình rượu đế. Thấy chưa? Thấy bình gì chưa? Thấy không? Thấy rồi. Thấy không? Ông cầm buốt cho mấy ly ông cầm bắt đầu ông xỉn ông quậy nữa đó. Còn bây giờ khổ lắm, bên kia thì cứ bảo là dư ba cũ thì coi nè, cái này thì dục vô sọt đã rê chơi vậy chứ đi lý 10 năm cái chai này chai gì vậy ta, làm được cái gì đụng mắt Việt Nam mới giàu chết con đi mẹ luôn. Mày với mày nghe cái thằng nhàn nhàn gì đó, mày với mày coi mày là mấy con mẹ gì, mày lên đây mày tha hồ mày nói mày chửi mày tội ngồi với mày ngồi mày gõ kia cho nó mệt mỏi tay vậy, mệt quá. Đúng rồi. Thế thôi mà hai thằng già này là không ở Việt Nam, không phải ở trong Việt Nam mà ở nước ngoài, mày yên tâm đi, mày cái gì mày lên đi, mày lên đó có thằng ở trong nước á, còn tao không phải ở trong Việt Nam, tao không phải là ở trong nước nên ra mày yên tâm đi, có cái gì tao tấn nước cho. Tôi là tôi đại kỳ mới đủ má đi được có 10 năm mà nó bảo là người Việt Nam không biết tiếng Việt Nam, đủ mới nói tiếng Việt Nam chắc mấy chó hay nó sủa tiếng Việt quá. Càng quá bên đây này. Bên đây nhiều thằng ăn mỏ ăn cầu rồi, đủ mẹ có nghĩa là người Việt Nam nó không phải người Việt Nam, cũng đến mẹ mà đập cho mày nói tiếng Việt luôn. Mày nói má, là mày về Việt Nam mày phát ngôn đi đủ mà đêm theo cái nó. Đi lượm răng á, được mà hứng như này nè, nó quýnh rồi có răng rồi rớt xuống thì trồng lại. Ra nước ngoài mang được cái quốc tịch nói tôi không phải người Việt Nam. Tào lao. Mày không biết làm gì, chồng hai lão tiền bối nóng quá.
cái này mà gặp ngoài đường đan mạch này không gặp mới là lạ chứ, chắc đủ má mình thần kinh. Người Việt Nam nói tiếng Việt bảo tôi không phải người Việt Nam, đủ mà cái thứ này đánh mới sướng đó. Vậy giờ hết hết rồi hả, đủ má nó xuống mẹ rồi, đủ đâu có vui mẹ gì đâu. Làm lực là, tao phải, là tao ngồi tao nghe nãy giờ mà tao thấy, tao thấy nó vô đủ tao là cái bấm ok ok quá trời luôn, đủ mà vô trước. Tôi đi làm về trễ tại vì sửa cái máy. Đủ má mới về mới nhảy lên nghe nó nói không phải người Việt Nam rồi nó vặn vẹo chung chứ. Rồi nó nói tàu đao trên đế nó ở nó khoe nó ở bên Mỹ 10 năm, đủ mà tôi điên liền. Cứ bằng ở cứ bằng cái móng tay người ta đủ mới sợ chó. Thôi đủ không có gì đó. Mất hết hết vui rồi, chút chiêu chưa hết hứng hả, hết hứng hả ông già, hết hứng hả, hết hứng mẹ rồi. Một là nó đi kiểu là tụ gia đình, hai là nó đi theo cái kiểu mà cái kiểu đó. Mà kiếm kèo cho ông già hứng nè đó, ông già hết hứng giờ kiếm kèo cho ông già hứng đó. Xin mời khách mời. Bữa nay hai mấy độ F à, coi như là nếu tính độ C là coi như là cũng gió hơi nhiều và âm khoảng 3-4 độ C C đó là đúng y chang bên tôi đang là dọc điệu ba que tụi đó mà chấp làm gì, trao đổi cái gì nghiêm túc thì trao đổi trao đổi con nít cũng là đủ mà người ta hồi xưa người ta bảo gì nhỉ, hồi xưa Việt Nam mình nó có câu gì đủ mà chưa ấy mà nói chuyện đâu gì chưa đủ nghe cái hàng tổng nói chuyện đâu mà. Con nít mà đủ mà que đủ thứ trên đời hết đấy mà. Chiến tranh đó, cái từ cộng sản đó, nó rất là danh dự của những người cộng sản chính thức, những người cộng sản mà kêu bằng là chính quy, chính quy đó, chứ không phải là cái, hai cái từ cộng sản. Tại bởi hồi xưa tại sao nó cứ nói là danh từ cộng sản hoặc là từ Mỹ nó gọi là VC, VCF hoặc là chẳng bắt nó biết đó. Chứ không phải là bảo là nói là cộng sản là cộng sản đâu, đâu phải là bảo là anh muốn làm một được đâu, không có mẹ đâu đâu với bảo nó biết cộng sản đấy không, không biết cộng sản đấy không. Này ông cầm mới ra hút thuốc rồi, tôi ra hút thuốc nó lại chuyện vào lao mẹ chút chút đi. Lên diễn đàn đòi lên xong rồi cho lên thì lại chối. Ừ. Hèn đó. Thế. Nhục lắm, bởi tại vì em có biết làm sao không? Tại vì cái loại mà nó đu càng nó chạy thì nó nhanh lắm, thì mẹ nó vừa lên nó khi mình dập nó chạy ngay. Chạy ngay, đi ta chạy lên. Chạy bắt chạy dục quần chạy đi. Xong súng đạn nó mới nổ được cách hàng km rồi đã bỏ tay rồi, còn đánh cấm gì nữa. Nó phải nói vậy, có người nhọt tội nghiệp ta. Nó ngồi không, trên đây ít nhiều gì. Là cũng nhột nhột chứ nó nói gì cũng nhột nhột, nó đâu đu đâu, ống nhảy vô lồng tre ống núp thôi chứ có đu đâu mà đu. Bắt nó quá. Cái vỗ ngực cái này, ôi đủ mẹ tôi anh hùng, anh cái con cạc đồ mẹ. Đây nè. Chưa, đây nè, nó buồn bà cố luôn chưa, rõ đây là thấy chưa, khổ chết con đính mẹ nè. Ú má bây giờ là toàn thấy tướng tá nào là anh hùng là tổng thống luôn không ạ. Ú má tào lao không ạ, đủ mẹ coi không biết là ở trên mặc quân phục, ở dưới không biết là mặc quần xà lòn, nó mặc quần gì nữa. Mẹ nè, bực mình quá. Cống hiến cho đất nước á, thì chưa cống hiến được cái gì, nhưng mà đủ mà lúc nào cũng kêu gào đòi cái này đòi cái kia đòi cái con mẹ nó. Mày đóng thuế nhiều cái... nhiều vô đi, có quyền lợi thắng gì đâu. Đủ. Có cái bài đéo mà đóng thuế. Đúng mà anh đã làm gì cho tổ quốc chưa mà anh dùng anh đòi đây. Nhưng bây giờ hai ông già tính sao đây? Hiện tại giờ là 1 giờ đêm Việt Nam rồi đó. 1 giờ đêm nay thứ 6 nghỉ đi, mai em đi làm thì em kể. Mày... Đủ má mày bực mình quá, má nó thiệt tình chó đẻ. Đủ. Đủ. Anh cầm mày diện thế, Trung đẹp trai thế. Trung lên nó ngồi nó ôm diễn đàn giùm em quá. Bảo là tính nó đang dịch nó tính lên, mà ông lên nó phá nó đúng mẹ. Tào lao. Có mấy thằng Kiều nói chuyện, mấy Kiều già này đủ có đĩ mẹ nó lên gặp mấy người Kiều con nó chửi cho chết mẹ nó đi. 10 năm mày sang đó mình đi rửa đít cho mấy thằng Mỹ đủ mẹ khoe nước Mỹ nước cái con cặc.
Ông nội mày ở Đan Mạch thì đủ mấy chục năm, bây giờ chán lắm, sợ lắm rồi này. Nè, coi này nó lạnh này, thấy chưa? Má hút má tay chân mà nào thấy tay chân to, đủ quá khô vậy lỡ lói chân trời mình thấy không? Đủ. Tôi công ty nó thông báo rồi, tôi đặt vé rồi, đủ mẹ tháng 2 tôi về ông Cầm ơi. Vừa phèo nóng chuyện lắm. Ờ, 8 tây tháng 2 là cái kế hoạch của tôi bên bên thủy điện xong là đủ mẹ tôi về, tôi đặt vé tôi bay liền, tôi mới nói bà xã tôi hôm qua đi không không đi, bà nói mắc kẹt kẹt ở lại, đủ má đi một mình. Rồi tao cũng bắt trước luôn, tao cũng chơi luôn. Đủ quá. Đủ má tôi về, tôi xách mô tô tôi chở ông đi ra ngoài chung chơi. Rồi. Ủa má chịu không nổi ông Cầm ơi, đủ mẹ cái xứ chó nè. Nhưng mà đủ mẹ nó đi kiếm một cái nhà chỗ tiệm nó bán cơm thôi, mà cái tiệm đó là của người Trung Quốc Đài Loan, nó bán ăn dở như bà cố luôn, mà ăn về đó thì thôi ấy, mà đi xe chung bạn bè ba bốn đứa nó đéo thích ăn cơm, mà mình ăn cơm cũng kỳ xe đâu mà đi, nên về gặp đỡ miếng bánh mì lạnh nó khổ, nhưng mà vì cuộc sống thì đương nhiên mình phải bôn ba, mình phải lăn lộn vì gia đình. Mà đủ mẹ nó mới sang nước ngoài được có một vài năm mà đủ mẹ tụi nó gáy như là chó gáy á, đủ mẹ nó chó sủa tháng 7 á. Chó sủa thì sao gáy được vậy? Chó sủa tháng 7 á, về Việt Nam á, đủ mẹ nửa đêm vậy là muốn thích ăn tủ chiếu chạy ra ăn tủ chiếu, muốn ăn đủ cái mì gõ ăn mì gõ, muốn ăn bánh mì gói mì đây, đủ mẹ bánh mì nó gặm anh biết đâu, đủ mẹ răng tôi nó rộng nó đau, đủ gặm ổ bánh mì mà đủ mẹ còn hơn là cá chết nữa. Ở bên Mỹ cũng có một thằng mới lên đến năm sáu năm mà nó cũng cá chớn đó, đủ mẹ nó. Hồi cách đây mấy năm tôi về, tôi đập một thằng Việt Kiều Mỹ ở bên Thái Lan đó, mới qua được có 4 năm bị đập sạo tạo, đủ mà bố láo. Sỏ cho một cái, đủ mà cái mỏ nó vêu luôn. Hẹn nó xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đập nó mà đủ mà nó xuống, nó thấy mình nó chạy. Mấy thằng chó đẻ. Đào lao trên đế thiệt, mẹ nó thiệt. Mới đi nước ngoài được có 1-2 năm bắt đầu trổ mòi cả trớn. Hẹn gặp em là dứt khoát là cơ quan là đúng mà dứt khoát là tháng 2 đó. Chắc chắn bây giờ tháng 2 biết có tháng 2 như có người cũng đang nôn nôn muốn về đó anh bác. Chắc chắn ông mới mới qua mấy bữa buồn quá. Ông có mua ăn đó đâu. Mẹ cái lẩu cá kèo với lá rang ông đâu có ăn đâu, cho tới giờ này chắc chắn không có luôn. Có ăn rồi. Khá ngon nhưng mà biết sao nó không phải cá kèo sông, cá kèo nuôi nó hơi dở. Bở quá. Bữa ăn bở quá. À, đúng mà cá kèo bở quá là cái cũ ông ơi. Không phải cá kèo nuôi, cá kèo nuôi. Còn cá kèo sông mà nó ngon nhưng mà ngược lại là không có. Cá kèo sông mà cá kèo mà nấu lá rang mà nhồi lắm như Bali. Ôi cha ơi, đủ mẹ nó sướng mà hơn lên tiên lắm. Nước mắm ớt cay quê. Chấm đó. Đó phải về quê mới có được. Thấy không? Thấy không Quang? Thưa Quang. Đúng rồi. Ở thành phố đâu có đâu, ở thành phố ông đi nuôi mà. Mấy cái nhà hàng lớn đâu mà ông cứ về đi, tôi kêu điện thoại cái là nó có liền à. Cũng là cá kèo nuôi chứ làm gì có kèo sống nữa. Cái này là phải có mối ông ơi. Đồ ta ăn rồi, thấy nó nhỏ nhào nhẹ ra thịt nó nhảm lắm mà. Cá kèo nuôi hay là tại không biết nấu á. Không biết nấu rồi. Đi nhà hàng bà. Nấu cứt. Nhà hàng là tào lao rồi ông ơi. Đi nhà hàng nó không biết nấu món tào lao. Nó nấu cá là thả nguyên cá sống vô hay là nó làm thả nguyên cá sống vô. Thả cá sống vô. Mà thả vô nó còn bơi không? Bơi gì nó còn nhảy. Bắt luôn hả? Nước nó sôi. Sôi bỏ vô thôi. Nhưng cái điều ăn nó cũng nhão là bởi vì cá nó không có chắc thịt á. Tức là cá kèo sông, không phải là cá kèo sông, cá kèo nuôi. Bây giờ Việt Nam mình cái gì cũng nuôi được hết. Cá lóc cũng nuôi được mà. Thì đúng rồi. Thì lâu rồi. Nhái rồi nuôi hết á. Mẹ nó nói thiên nhiên giờ thì hơi hiếm, nói chung là thiên nhiên thì phải biết nơi biết chỗ, nó đảm đúng. Bảo á, nó có uy tín á thì mới được đúng. Mới có. Ok hết vui rồi, tao xuống rồi mẹ ơi. Thằng quỷ Việt Nam không lên hả? Vợ đang làm đang làm, đang làm vợ không cho lên thì sao đây? Thôi ok cho nó ngủ đi mẹ ơi, một giờ khuya mình bên Việt Nam rồi. Ở bên đây là 7 giờ tối nè, tại vì mùa đông á nó lên một tiếng nữa. Đâu bên tao 11 giờ, bên tao đúng rồi, nó bên nó là 11, 12 giờ 50 rồi, gần 1 giờ rồi. Ừ, ok, cho tụi nó ngủ đi mày ơi, ok. Wi-Fi nó đang bận rồi, nó không lên được.
À, thôi ấy em đi nghỉ đi thưa Quang. Dạ anh bác, cảm ơn bác. Trễ rồi hai anh em mình. Ừ ok em. Ừ, bữa khác à. Dạ cảm ơn. Dạ. Rồi chào. Ừ. À, cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, thật ra là thôi tính chia sẻ thêm tí về cái đoạn nãy khách mời lên mà thôi đi, cũng không có gì quan trọng. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại mọi người vào buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt, bye bye.